Yeah. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ xuống ngắm san hô ở biển Phú Quốc nha các bạn. Trời ơi, nước trong xanh, đây là rạn san hô nữa các bạn. Rạn san hô sống luôn á, rất đẹp. Ok, hôm nay mình đi với ông anh mình. Và bây giờ mình xuống, nhào xuống dưới mình quay cho các bạn xem nha. Yeah. Các bạn, bây giờ là 5 giờ chiều hơn rồi, nên hoàng hôn đang sắp xuống. Mình đang ở phía bên mặt đông của đảo, nên nhìn về phía mặt tây của đảo thấy hoàng hôn xuống. Đó, các bạn thấy đẹp không? Ok, quá đẹp luôn. Bãi Khem nha các bạn, tuyệt vời. Thank you.
Cá còn nhiều lắm các bạn. Giờ kéo lên nè, đó các bạn thấy đã không? Cái gì anh gọi là cái gì? Đấy. Rất là sướng luôn. Đấy, thấy chưa? Đã không? Đẹp các bạn ơi, trời ơi. Ok các bạn, bây giờ mình vô sâu luôn. Like cho các bạn nữa coi. Đó, mình vô trong đây nó có cái gì giống đây. Đó, đã chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Chờ đã không? Đó, mình vô cái hang nè. Chưa? Bên đây có cái hốc nè. Không biết lên tới đâu nữa. Đó, đã chưa? Đã chưa? Đã chưa? Nó hơi bị sáng tối mà không sao. Quay vô trong cái hang cho các bạn xem. Đó, mình đi khám phá thì mình phát hiện cái hang này. Mình có thể mình vừa ở, trải cái tấm bạt ra là nằm được rồi. Đó, thấy không? Qua bên kia có cái lỗ chui ra nữa kìa. Đó. Phía sau mình là biển á các bạn. Thấy không? Nè, đó cho các bạn thấy đó biển nè, thấy không? Đó. Thấy biển thì thấy mặt mình đen thui. Không sao. Ok. Quay vậy mới thấy thực tế đúng không các bạn? Đã quá trời ơi. Ngồi đây mà ngắm hoàng hôn buổi chiều là tuyệt vời luôn. Số 1 nha, number 1. Trời ơi, đã quá. Yeah. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiếu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.